về anh em ơi. Phục sau MD 90, 50 thằng đã xe kho này để Nhật về. Tình trạng là nguyên zin, đúng chất rã xe kho này để Nhật về, chưa từng sử dụng tại Việt Nam. Chân còn 7 màu, riêng phục 50 là chân còn 7 màu, tem còn chữ đầy đủ. Anh nhẹ anh lái Tây Ninh luôn, anh lái Tây Ninh phục bắp quá anh lái ơi. Anh nghĩ sao tôi dày mà lẽ đi dạng là làm chuyện đầu lao đó với anh, có mấy cặp cụt mà anh bán cái này kia, anh nói tôi một đằng rồi anh làm một nẻo này kia, anh tham tiền anh bán cho thằng khác này này kia, anh còn nói tôi lương lẹo này kia. Đúng, cái thằng lương lẹo là cái thằng ông á, ông là thằng lái cục bắp. Mấy cái đầu quỷ này tôi thích thì tôi mua thôi chứ có gì đâu mà ông sợ dữ vậy. Ông ra đời làm ăn mà ông cục bắp quá ông ơi. Nói là em nói thằng lái Tây Ninh, có thằng lái Tây Ninh thằng đó nó cục bắp. Đồ thiếu gì anh em chia sẻ lại để nhau mà bán. Cục sâu MD 90 là 3.8 triệu cặp nha anh em. Chân 7 màu, bao anh em soi ti. Cục sâu MD 50 2.6 triệu cặp, bao anh em soi ti. Và toàn bộ là ống nhựa đây là nguyên zin, không nứt bể, chưa cạo, chưa đánh bóng. Đó. Anh em nào có nhu cầu liên hệ em 0933 996 332. Shop phụ tùng xe Quốc Thắng.